từ thành phố này người đã ra đi. Bao năm ước mong đón bác trở về, trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai trong mỗi trái tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.